Cái cấu tạo hoạt động của robot á, thì được chia thành 3 bộ phận chính, gồm hệ thống truyền dẫn, cơ khí truyền dẫn, hệ thống thứ hai là hệ thống về máy bơm hóa chất, và hệ thống thứ ba đó là hệ thống về truyền tải hình ảnh về thiết bị trung tâm. Thì cái cách mà vận hành đó là trên hệ thống robot sẽ truyền hình ảnh một cách thời gian thực về trên cái máy điều khiển trung tâm. Máy điều khiển trung tâm có thể ngồi ở bất cứ vị trí nào, có thể là cách vài km. Và người vận hành thì cũng giống như chơi một cái trò chơi game, rất là dễ để có thể thao tác, di chuyển qua trái lên xuống. Và cái dàn phun thì có thể phun được cái độ cao tối đa là 1m6 đối với những vật thể. Thì khi mà trong quá trình thực nghiệm thì nếu mình thấy cái tầm cao có thể cao hơn thì mình sẽ điều chỉnh cái tầm cao để cho nó thể cao hơn, có thể là đến 1m8 hoặc 2m. Bệnh viện Quân dân y miền Đông là bệnh viện duy nhất cả nước có cái trung tâm công nghệ thông tin. Mà cái trung tâm công nghệ thông tin này nó phục vụ cho cái lĩnh vực y tế. Thì khi mà nhận được cái ý tưởng mà robot khử khuẩn trong bệnh viện, thì bệnh viện đã họp và lên cái phương án thiết kế và các cái chi tiết kỹ thuật. Thì như vậy là làm đêm làm ngày với một đội ngũ khoảng là 16 bạn là tạo ra một cái robot để mà nó làm cái công tác khử khuẩn cho cái thay cho nhân viên y tế. Như vậy thì cái khả năng lây nhiễm sẽ giảm rất là nhiều cho cái nhân viên y tế.